Rồi nhìn vào màn hình nha các em. Chúng ta học về tính từ và trạng từ chỉ thể cách. Lâu nay học sinh của chúng ta học nhưng mà không có chịu học từ loại của các từ. Thành ra là học tiếng Anh có đa số bạn học tiếng Anh là bê bết, không có được như ý. Thì bây giờ cố gắng nha. Tính từ thì chúng ta biết nó sẽ đứng sau các động từ nối. Ở trong tiếng Anh đó gọi là linking verbs. Thì nó gồm có những động từ như sau, đó là be. Be là động từ nguyên mẫu nha các em. Và nếu mà chia ra thì chúng ta có ở hiện tại thì chúng ta có am, is, are. Quá khứ chúng ta có was, were. Và been là dùng ở cái thì hoàn thành hoặc là trong thể bị động. Rồi những động từ như là become, feel, look, test. Chữ test này có hai nghĩa, ngửi và nếm và có vị. Thì cái nghĩa có vị thì nó mới dùng với tính từ. Và smell có nghĩa là ngửi và có mùi nha. Thì rồi động từ seem, appear có nghĩa là dường như. Appear đây không phải xuất hiện nha các em, appear đây là dường như. Sound nghe có vẻ. Get, grow, động từ get và grow ở đây nó đồng nghĩa với chữ become, có nghĩa là trở nên nha, trở nên. Hoặc trong các cấu trúc như là find, it, sau đó là tính từ, hoặc là make, keep, sau đó là một danh từ hoặc một đại từ và tính từ. Chúng ta có thể tham khảo các câu ví dụ. Thí dụ như I am fine thì chúng ta thấy động từ be nè, fine là tính từ đó, sao động từ be là tính từ. She feels excited, sao động từ feel, động từ nói đó, tính từ excited. The cake tastes sweet, cái bánh có vị ngọt. Chữ test đây có nghĩa là có vị, thì đằng sau đó là tính từ sweet. Something smells good in the kitchen, có cái gì đó có mùi rất là ngon ở trong bếp. Chữ smell đây có nghĩa là có mùi, bốc mùi. We make our school yard clean, chúng ta làm cho sân trường của chúng ta sạch sẽ. Make và đây our school yard đó là một noun và tính từ, khớp với cái cấu trúc trên. Make noun tính từ nha. Rồi tính từ có thể đứng trước một danh từ và bổ nghĩa danh từ đó, nó ngược lại với tiếng Việt. Tiếng Việt thì mình cứ để là danh từ trước rồi tính từ sau, nhưng tiếng Anh thì khác, chúng ta phải lưu ý. Ví dụ he's a good student, anh ấy là một học sinh giỏi hoặc là học sinh ngoan cũng được. Thì good là tính từ đứng trước danh từ student, bổ nghĩa danh từ. We live in a large house, chúng ta sống trong một ngôi nhà to. Ngôi nhà là danh từ house, và large là tính từ. Đó là về tính từ. Còn trạng từ chỉ thế cách á, thì trước hết là về cách hành động, là chúng ta lấy tính từ thêm hậu tố ly. Thí dụ different tính từ ra trạng từ là differently. Interesting tính từ trạng từ là interestingly. Probable tính từ trạng từ là probably. Và chúng ta lưu ý những chữ ble trạng từ á, là mình đổi y này thành y, e này nè thành y dài luôn, chứ không phải là thêm ly vào nha. Chúng ta nhớ cái này, nhiều bạn vẫn sai đó. Happy, happily thì happy tổng cộng bằng y dài, thì chúng ta phải biết đổi y dài này thành y ngắn thêm ly, lưu ý nha. Nhưng mà không phải tất cả những từ mà có đuôi ly đều là trạng từ, không phải nha các em nha. Các em phải lưu ý khi nào mà cái gốc của nó là tính từ rồi thêm ly thì nó mới là trạng từ, còn cái gốc của nó không phải là tính từ, là những loại từ khác mà thêm ly thì nó chỉ là tính từ thôi. Thầy lấy ví dụ như love, tình yêu, thì cái lovely là tính từ chứ không phải trạng từ ha. Tương tự như vậy ly, và chúng ta có lively chứ không phải là lively mà là lively, tính từ chứ không phải là trạng từ. Ngoài ra còn có một số trạng từ mà nó không có đi theo quy tắc là thêm ly đó, mà chúng ta phải học thuộc lòng đó. Thì trong chương trình nó chỉ có một số tính từ thôi. Tính từ good, trạng từ là well. Hard, fast, late, early. Bốn từ này tính và trạng giống y như nhau. Nhưng trong đó cái thằng late thì lại có một cái trạng từ khác là lately, thì cái nghĩa của nó là dạo gần đây.
Và thằng ha đó có một cái trạng từ khác nữa, đó là hạt lì, khó mà hay là vừa mới. Thì chúng ta cần phải biết để chúng ta áp dụng cho đúng vào câu, tùy từng nghĩa mà nó là ha hay là ha li, là late hay là lately, chúng ta phải lưu ý cái đó. Trạng từ chỉ thế cách dùng như thế nào? Trạng từ chỉ thế cách dùng để bổ nghĩa cho một tính từ nè. Thí dụ he's very lazy. Very là trạng từ, bổ nghĩa cho lazy là tính từ. That book is really interesting. Really là trạng từ, bổ nghĩa chính từ interesting. You look extremely beautiful in this dress. Extremely trạng từ, bổ nghĩa cho tính từ beautiful. Bổ nghĩa cho một trạng từ khác, ví dụ he passed the ball to his fellow player extremely cleverly. Chúng ta thấy chữ cleverly ở đây nó là trạng từ, bổ nghĩa cho động từ pass. Anh ta chuyền quả bóng cho bạn đồng đội cực kỳ khéo léo. Chuyền như thế nào? Chuyền khéo. Mà khéo như thế nào? Cực kỳ khéo. Như vậy là chữ cực kỳ ở đây nó là trạng từ, cleverly cũng là trạng từ. Trạng từ cleverly bổ nghĩa cho động từ pass, và trạng từ extremely bổ nghĩa cho trạng từ cleverly nha. Đó là trạng từ bổ nghĩa cho trạng từ khác. Tính trạng từ chỉ nói cách bổ nghĩa cho một động từ. Thí dụ the students are talking noisily. Các em học sinh đang nói chuyện một cách ồn ào. Noisily, trạng từ bổ nghĩa cho động từ talk. Sau cùng, trạng từ chỉ thích cách còn bổ nghĩa cho cả mệnh đề. Ví dụ, unfortunately, we were in the traffic jam for 2 hours. Thật là xui rủi, chúng tôi mắc kẹt xe 2 tiếng đồng hồ. Cái thật là xui rủi này nó đứng ở đầu câu, có dấu phẩy, bổ nghĩa cho cả cái mệnh đề đằng sau. Cả cái mệnh đề we were in the traffic jam, bổ nghĩa cho cả mệnh đề đây. Thì liên quan chúng ta có cái phần mà biến đổi câu là chúng ta ngán ngại nhất. Ngán ngại nhất. Thì chúng ta có biến đổi câu là khi có tính từ bổ nghĩa danh từ thì chúng ta có thể biến đổi thành động từ và trạng từ. Rồi chúng ta xem công thức trên đây và áp dụng bên dưới nè, nghe thầy giảng nha. Thí dụ như he is a good student, anh ấy là một học sinh giỏi. Thì chữ good đây nó là tính từ, nó bổ nghĩa danh từ student. Đổi ra trạng từ đổi sao? Thì chúng ta có động từ của chữ student là studies. Anh ta là học sinh giỏi thì anh ta sẽ học giỏi thôi. Như vậy thì study lấy ra động từ. Rồi good này chúng ta sẽ lấy ra trạng từ là well nha. Student ra động từ study và good ra trạng từ well. Và lưu ý chúng ta phải chia thì. Cái thì trong tiếng Anh nó rất là quan trọng. Nhiều bạn khi mà làm bài không biết thì là cái gì cả. Thì chúng ta đã học lâu rồi, nó gắn liền với cái thời điểm xảy ra. Quá khứ thì phải để quá khứ, hiện tại phải để qua hiện tại. Nhưng mà nhiều em không biết nha. Thì ở đây he is là hiện tại, cho nên là động từ study chúng ta biết he là chủ từ của ba số s. Thì động từ phải biết thêm s. Động từ study nó tận cùng bằng y dài, mà trước y dài là một phụ âm, thì chúng ta phải đổi y dài thành y ngắn thêm s. Những cái cơ bản này em nào mà quên thì sẵn đây thầy nhắc lại thì phải nhớ nằm lòng nha. Không thôi thì phải lật lại bài lớp 6 mà học, nghe chưa. Thí dụ nữa, she was a careless driver. Trong đó careless là tính từ, bổ nghĩa cho danh từ driver. Chúng ta có thể chuyển thành động từ bổ nghĩa cho trạng từ bổ nghĩa cho động từ như sau. She drove, drove lấy từ danh từ driver ra. Tại sao là drove? Bởi vì câu này thì quá khứ đơn was, cho nên động từ phải là drove. Careless là tính từ thì lấy trạng từ carelessly để bổ nghĩa cho động từ drove. Cô ấy là một tài xế bất cẩn thì cô ta lái xe bất cẩn thôi, đúng không nha. Rồi cái này hơi khó một chút là nó có hai cái danh từ đứng chung thì mình làm sao, cũng đơn giản thôi chúng ta. Thí dụ như Ron Nanger is a skillful soccer player. Thì chúng ta thấy soccer player là danh từ, nó là danh từ kép, nó gồm hai danh từ hợp lại. Thì chúng ta có động từ là play, đây là hiện tại đơn, cho nên động từ play Ronaldo ngôi ba, chủ từ ngôi ba số ít thì động từ phải biết thêm s vô. Ronaldo plays, chơi cái gì? Chơi bóng đá soccer. Chơi như thế nào? Chơi bóng đá thật là khéo léo.
skillful tính từ ra trạng từ skillfully. Alright. À, các em hiểu chưa? Nha, nhớ cái này nha. Rồi, nói về tính từ thì ngoài ra chúng ta thấy tính từ còn dùng trong một số cấu trúc sau nữa nè. Sao tính từ là một mệnh đề that? Thì tới lúc này thì có nhiều bạn không phân biệt được thế nào là mệnh đề. Mệnh đề là một cụm từ mà gồm có một chủ từ, một động từ chia thì. Còn cụm từ thì không có động từ chia thì nha. Thí dụ ở đây, I'm afraid that you are wrong. Thì that you are wrong này, thì you are wrong này là một mệnh đề, trong đó có động từ chia thì là a ở hiện tại đơn. She saw that she was late. Cô ấy lấy làm tiếc rằng cô ta đã trễ. Thì she was late là mệnh đề, trong đó có động từ chia thì là was, thì quá khứ đơn. Tương tự như vậy, he excited that his favorite team won the championship. Trong cái mệnh đề his favorite team won the championship có động từ win, động từ chia thì quá khứ đơn. Như vậy đó là mệnh đề. Thì sau tính từ chúng ta còn có thể dùng mệnh đề. Sau tính từ chúng ta cũng có thể dùng một to verb, cũng ít thôi, không có nhiều. Trường hợp này không nhiều. Thí dụ như những câu là please to meet you, rất hân hạnh gặp bạn. To verb sau tính từ please. I'm glad to have a friend like you. Tôi rất vui có một người bạn như bạn. Sao glad to verb. She was very happy to join in the camping trip. Cô ta rất vui tham gia vào chuyến đi cắm trại. Happy tính từ, sao nó to verb to join. Ngoài ra mình còn có sao tính từ và một số giới từ nhất định đi theo nó. Và sau đó chúng ta có thể dùng verb in, dùng một danh từ hoặc dùng một đại từ. Thí dụ, the boy was afraid of dogs. Dogs là một danh từ. Như vậy sao afraid of, afraid là tính từ, đi theo sao tính từ afraid là giới từ of, và sau đó một cái noun, dogs. She sorry for her lateness. Sorry đi với giới từ là for. Sorry là tính từ đi với giới từ for. Và her lateness đó là một cụm danh từ, là một phrase, ha, cụm danh từ đó gồm có một tính từ sở hữu và một cái danh từ, gọi là một cụm danh từ nha. He excited about the championship of his favorite team. Excited tính từ đi với giới từ about. Và cái này là một cụm từ nè. The championship of his favorite team, nó là một cụm từ, nó là một cụm từ. Rồi. They felt proud of helping poor people. Tính từ proud đi với giới từ of, và sau đó là một verb in nè. Họ cảm thấy tự hào giúp đỡ những người nghèo. Are you good at cooking? Bạn có giỏi nấu nướng không? Good at, giỏi về cái gì đó. Tính từ good đi với cái từ at nghĩa là giỏi về cái gì đó. Là sao nó verb in. Is she fond of going shopping? Cô ấy có thích đi mua sắm không? Fond tính từ đi với cái từ of, và sau đó là verb in, going shopping. Nha. Rồi tiếp tục. Chúng ta qua phần thứ hai, đó là câu điều kiện loại 1. Thì cái phần này chúng ta đã học ở bài số 4 của học kỳ 1 nha. Học kỳ 1 chúng ta học rồi. Thì câu điều kiện loại 1 đó, hay còn gọi là câu điều kiện có thể thực hiện được, probable condition, nó gồm hai mệnh đề. Mệnh đề chính, main clause. Chúng ta chia mệnh đề chính thì tương lai đơn, và mệnh đề điều kiện là mệnh đề if á, chưa thì hiện tại đơn. Chúng ta nhìn cái phần tóm tắt công thức nha. Rồi thí dụ nè. If we live in the countryside, we will enjoy a lot of fresh air. Điều này là đương nhiên, không các em? Nếu chúng ta sống ở miền quê, chúng ta sẽ thưởng thức được nhiều không khí trong lành, là một điều đương nhiên, hiển nhiên. Thực hiện được thì phải chia hiện loại 1 nha. Hiện tại đơn, tương lai đơn, will, verb. I will help you if you ask me. Tôi sẽ giúp bạn nếu bạn yêu cầu tôi, nếu bạn hỏi tôi. Thì điều này chắc chắn thôi, nếu bạn hỏi thì mình sẽ giúp. Có thể xảy ra được, có thể thực hiện được. Điều kiện loại 1 nha. Về chữ unless, chúng ta nhớ unless là if not, nghĩa là nếu ai đó không. Chúng ta nhớ là có chữ ai đó ở chính giữa nữa nha. Nếu ai đó không. Thí dụ nè, unless you get up early, you will miss the bus. Trừ phi
Tiếng Việt là trừ phi chứ không phải là trừ khi nha các em nha. Tiếng chúng ta chính xác là ngày xưa đó là trừ phi. Trừ phi bạn thức dậy sớm, không thì bạn sẽ nhỡ xe buýt. Có nghĩa là nếu bạn không thức dậy sớm, bạn sẽ nhỡ xe buýt đó. Unless là if, not là not, là mình phải biết chia ra. Ở trong câu chia ra chứ không phải là if not, là if you not, không phải. Đây là thể hiện tại đơn thì mình phải biết mượn trộm từ do thêm not ở thể nghi vấn, à xin lỗi, ở thể phủ định nha, if you don't. Yeah. Thí dụ nữa nè, she can't help you unless she is a millionaire. Cô ấy không thể giúp bạn được đâu trừ phi cô ta là một triệu phú. Yeah. She can't help you if she isn't a millionaire, unless, có nghĩa là if và not, đây, not gắn vào với động từ be nha. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do. Thì những cái mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do này thật sự là mình học được hồi lớp 6 rồi, nhưng mà nó chỉ với chữ because thôi. Lên đây chúng ta biết thêm với lại chữ as và chữ since. Và chữ e và chữ sim thì chúng ta thấy á, nó có nhiều nghĩa khác nhau. Cho nên khi mà học tới phần này chúng ta phải lưu ý, khi mà một cái câu nhìn vào mà thấy có chữ e, chữ sim á, thì phải cẩn thận coi cái nghĩa của nó là bởi vì, hay là như là, hay là kể từ khi, vân vân nha, nhiều kiểu nha. Viết như thế này có nghĩa là mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do có thể đứng đầu câu, có thể đứng giữa câu nha, có thể bắt đầu giữa câu được nha. Thì về vấn đề này thì chúng ta có cái bài tập nó rất là khó đối với chúng ta, đó là đổi từ mệnh đề sang cụm từ và ngược lại đó. Cái phần này đó nó áp dụng cho cái bài tập mình làm là because sang because of. Rồi ở bài số 8 mình sẽ học là go on, go even though, đổi thành despite hoặc là in spite of. Thì because, go on, go even though, sau đó là một mệnh đề. Thì như hồi nãy đầu tiên thầy có nói rồi đó, mệnh đề có nghĩa là một cái cụm từ mà trong đó có động từ chia thì. Thì quá dễ, mình cứ nhìn vào thấy chỗ nào có động từ chia thì, như vậy là mình phải học thuộc công thức của thì. Ha, học thuộc công thức của thì biết chỗ đó là có thì đó là mệnh đề. Thì sao because, go on, go even though dùng mệnh đề. Sao because of, despite hoặc là in spite of dùng cụm từ. Cụm từ thì cũng đơn giản thôi. Dĩ nhiên nó là cụm từ và nhìn vào đó nó không có động từ chia thì đó là gọi là cụm từ thôi, rất đơn giản nha. Thì đây có một số câu ví dụ, một cách đổi chúng ta tham khảo, có nhiều cách lắm. Tụ trung lại á, là chúng ta hiểu nghĩa thì chúng ta sẽ đổi được, còn chúng ta không hiểu nghĩa chúng ta sẽ không biết cách đổi. Thứ nhất là hiểu nghĩa câu nói gì, thứ hai hiểu thế nào là mệnh đề, thế nào là cụm từ thì sẽ đổi được. Thí dụ đây, he didn't come because it rained, anh ta không đến bởi vì trời mưa. Trong đó có chủ từ it và động từ chia thì quá khứ là mưa, rain. Thì chúng ta đổi thành cụm từ quá đơn giản, anh ta không đến bởi vì cơn mưa, because of the rain. Vậy là đủ rồi, đủ nghĩa rồi, không cần thiết phải đổi cái gì dài dòng nha. Rồi, he was late because there was a traffic jam, hoặc là because he got a traffic jam, giống nhau hết. Thì anh ta trễ bởi vì anh ta bị kẹt xe, hoặc là bởi vì có một sự kẹt xe. Thì chúng ta chỉ cần lấy cái nghĩa là một sự kẹt xe là đủ rồi. He was late because of a traffic jam, anh ta trễ bởi vì một sự kẹt xe nha. We had to cancel the trip because it snowed heavily, chúng tôi phải hủy chuyến đi bởi vì trời đổ tuyết rất là dày. Chủ từ động từ snow, snow ở đây là động từ nha em, động từ chia thì quá khứ đơn, heavily trạng từ bổ nghĩa với động từ. Rồi, trời đổ tuyết dày thì mình có thể dùng là tuyết dày được rồi, trong đó tuyết là danh từ, dày heavily biến thành tính từ là heavy thôi, bổ nghĩa danh từ là xong. We had to cancel the trip because of the heavy snow, xong nha, đơn giản. Even though it shone brightly, I went out. Dù trời chiếu nắng sáng rực, tôi vẫn đi ra ngoài. Thì chúng ta có thể thấy trời chiếu nắng sáng rực thì chúng ta làm sao? Chúng ta có thể dùng cái cụm từ như sau: the bright sun, mặt trời sáng chói, mặt trời chói chang, để chúng ta làm thành cụm từ cho cái nghĩa it shone brightly. Đây là cụm danh từ, the bright sun, trong đó sun là danh từ, bright là tính từ, bổ nghĩa danh từ, đủ nghĩa rồi. Mà chúng ta đổi là nghĩa là sao mà nó đủ nghĩa mà nó ra một cái cụm từ là xong nha. Thí dụ tiếp, they left him because he came late. Chủ từ, động từ came,
và trạng từ late. Rồi, thì có thể đổi thành là they left him because of his late coming cũng được. Chúng ta có thể dùng verb in để làm một noun. Và như chúng ta đã học rồi đó, thì late vừa là tính vừa là trạng, thì chúng ta có thể dùng tính từ late bổ nghĩa cho verb in làm như một danh từ coming, sự đến trễ của anh ta ha, cũng được. His late coming, sự đến trễ của anh ta. Hoặc là his lateness, chúng ta có thể dùng chữ ness, cái hậu tố ness thêm sau một số danh, một số tính từ để trở thành danh từ, thì miễn sao chúng ta thấy nó ra cụm từ là được rồi. Nè, his lateness, sự trễ nải của anh ta. He failed because he was lazy. Nó hỏng, nó trượt bởi vì nó lười. Bởi vì nó lười thì chúng ta thấy ở đây nè, nó có hai cách. Có thể chúng ta dùng lazy thêm chữ ness ra danh từ. His lateness là một danh từ nha. His lateness là một danh từ là được rồi, là face là được rồi. Hoặc chúng ta thấy hai chủ từ giống nhau nè, he, hai chủ từ giống nhau nè, chúng ta có thể dùng verb in. Thì động từ chúng ta là was. Lấy verb in chúng ta không phải là lấy was in đâu nhé, chúng ta phải lấy động từ nguyên mẫu là be rồi thêm in vô. His being lazy, cái sự lười biếng của anh ta. Hai cái từ, hai cụm từ này giống nghĩa nhau y chang, chỉ cách viết là khác thôi nha. Rồi tiếp tục. Her parents feel proud because she is extremely intelligent. Chúng ta có trạng từ extremely bổ nghĩa cho tính từ intelligent. Cha mẹ của ta cảm thấy tự hào bởi vì cô ấy cực kỳ thông minh. Bởi vì cô ấy cực kỳ thông minh, miễn sao mình viết thành một cái cụm từ mà cái nghĩa của nó tương đương là cô ấy cực kỳ thông minh. Như cái cụm từ ở đây thì chúng ta thấy là her, lấy từ cái chủ từ she ra tính từ sở hữu her. Cái gì của cô ta thì đó là cái sự thông minh. Intelligent lấy ra danh từ là intelligent, tính từ lấy ra danh từ là intelligence. Extremely trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ ở trên đây, nhưng lúc xuống mình biến thành danh từ rồi thì mình chỉ còn lại tính từ thôi. Her extreme intelligence, sự thông minh tột đỉnh của cô ta. Xong, đó là cụm từ. Ví dụ tiếp. The students had to start schooling because the school was completely destroyed. Trường bị phá hủy hoàn toàn, bị hủy diệt hoàn toàn. Thì trường bị hủy diệt hoàn toàn có thể viết như thế nào? Chúng ta có thể dùng sở hữu cách. The school, cái gì của trường? Cái sự phá hủy hoàn toàn của trường. Lúc này động từ destroy lấy ra danh từ destruction. Danh từ thì vẫn dùng tính từ để bổ nghĩa, thì completely là trạng từ lấy ra tính từ là complete. Như vậy chúng ta có cụm từ the school's complete destruction, sự phá hủy hoàn toàn của ngôi trường. Mà chúng ta có thể dùng destroy ed là một past participle, giống như một tính từ để bổ nghĩa danh từ school. Và nó dùng như một tính từ thì nó có thể có trạng từ để bổ nghĩa. Như vậy chúng ta có thể viết the completely destroyed school cũng được nha. Rồi, em nhìn nha, theo dõi nha. Mục thứ nhất chúng ta học về liên từ, từ nối. Trong các liên từ, từ nối này thì chúng ta không cần phải phân biệt đâu là conjunction và đâu là adverb. Chúng ta chỉ cần biết nghĩa và làm bài thôi, cho đơn giản nha. Chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều, nghĩ ngợi nhiều. Thì có liên quan tới những cái từ nối liên từ này đó, thì có những cái, có cái cấu trúc nè. Not only, but also, không những mà còn. Và chúng ta thấy cái cách dùng của nó cũng phải đúng cách. Sao not only là loại từ gì thì sao but also phải loại từ đó? Sao not only là noun thì but also cũng noun. Là verb thì bên đây cũng verb. Là est tính từ thì bên đây cũng là tính từ. Cái cấu trúc not only but also còn có thể viết theo một cách khác, đó là not only but rồi as well ở cuối cùng, ở cuối câu. Cấu trúc không những mà còn này nó tương đương với lại both and, vừa vừa. As well as nối giữa hai bản đề, có nghĩa là cũng như là. Chúng ta có những ví dụ sau. He is not only a teacher but also a doctor. So not only là một noun teacher, so but also cũng phải là một noun. Ông ta không những là giáo viên mà còn là một bác sĩ. Có thể viết tương đương
He is both a teacher and a doctor. Ông ấy vừa là một giáo viên vừa là một bác sĩ. Hoặc chúng ta có thể viết He is a teacher as well as a doctor. Ông ấy là một giáo viên cũng như là một bác sĩ. Thí dụ khác nữa các em, nó không phải là một những từ rời nữa mà nó là cụm từ. Thí dụ là She not only studies hard but also plays sports well. Cô ấy không những học giỏi mà còn chơi thể thao hay. Chúng ta có thể viết lại She not only studies hard but plays sports well as well. Cũng tương đương nghĩa. Hoặc chúng ta có thể viết She both studies hard and plays sports well. Hoặc She studies hard as well as plays sports well. Đơn giản hai phần này là chúng ta chỉ có hiểu nghĩa và chọn cho chính xác từ để mà dùng thôi nha. Bài phrasal verb nha. Giờ chúng ta qua phần phrasal verb động từ cụm. Động từ cụm này đó thì đối với người Anh và người Mỹ đó nó rất quan trọng. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày đó người ta thường sử dụng động từ cụm. Và cái động từ cụm nó có nhiều nghĩa, rất là nhiều nghĩa. Một động từ mà có động từ cụm đi theo có rất nhiều nghĩa nha các em nha. Cho nên nếu mà em nào mà có ý định đi du học á thì chúng ta phải học nhiều động từ cụm lên. Học ở đâu? Trong từ điển có hết. Chúng ta lấy từ điển ra để mà học. Không có từ điển bằng sách thì từ điển mạng cũng phải đóng rất nhiều nha. Chúng ta có rất nhiều điều kiện để học đó. Về động từ cụm thì chúng ta thấy động từ cụm cấu trúc của nó là một động từ cộng với một particle. Tiếng Anh là particle, tiếng Việt là tiểu từ. Tiểu từ đó nó có thể là giới từ hoặc là trạng từ. Thì chúng ta không cần phải biết khi nào nó là giới từ, khi nào nó là trạng từ. Chỉ cần biết một verb đi sau đó một tiểu từ. Tiểu từ đó là giới từ hoặc trạng từ, không cần phân biệt. Kể nào, cứ biết nó là tiểu từ thôi. Đi với động từ cụm thì nó là tiểu từ, chứ nó không là giới từ, trạng từ gì nữa hết. Nhớ như vậy cho nó dễ nha. Thì ở đây thầy chỉ liệt kê một số động từ cụm thôi. Cũng vậy, như thầy đã nói đó, thì động từ cụm nó có rất nhiều nghĩa ha. Cho nên chúng ta phải học cái nghĩa cho nó kỹ. Thì ở đây chỉ một số thôi nha. Rồi, đây making suggestion, đưa ra lời đề nghị. Thì ở đây đưa ra lời đề nghị là chúng ta sẽ dùng động từ suggest. Động từ suggest có hai cách dùng. Suggest sau đó dùng verb in. Ví dụ I suggest going by bike. Tôi đề nghị là đi bằng xe đạp. We suggested learning as much vocabulary as possible. Chúng tôi đề nghị là học càng nhiều từ vựng càng tốt. Hoặc chúng ta dùng suggest về làm sao đó là một mệnh đề. Chữ đáp có viết hay không viết không quan trọng. Sau suggest that chúng ta dùng chủ từ có suit hay không suit đều được. Nhưng lưu ý động từ phải là nguyên mẫu. Động từ phải nguyên mẫu, không chia gì cả. Thí dụ I suggest that we hoặc she hoặc Miss Hoa. Cho dù chúng ta thấy she hoặc Miss Hoa mua ba sẽ ít, động từ đây vẫn là girl hay vẫn là girl, không phải là girls, không phải, nhưng vẫn là nguyên mẫu. Không có suit nó vẫn là nguyên mẫu. Có suit thì dễ rồi đúng không em? Sao suit là verb nguyên mẫu, đúng rồi. Không có suit vẫn phải là verb nguyên mẫu nha. Bất kỳ chủ từ là hai. Ví dụ tiếp, we suggested that we see Miss Hoa should learn as much vocabulary as possible. Cũng vậy luôn, chúng ta thấy động từ là nguyên mẫu. Cho hai ví dụ ở đây hiện tại, đây quá khứ, để chúng ta thấy rằng cho dù hiện tại quá khứ gì thì đằng sau những cái suggest đó đều là động từ nguyên mẫu hết, không có chia nha, không có chia. Rồi, đó là đề nghị với suggest. Chúng ta học tiếp qua phần số 5, đó là dạng causative.
thì causality nó có liên quan tới một số động từ tương tự. Chúng ta có được các động từ ask, tell, request, get. Những chữ này mình có thể dịch là bảo, nhờ hay sai khiến cũng được. Rồi someone có nghĩa là người nha mấy nha. To verb hoặc là to do đó, something là vật đó. Cấu trúc có nghĩa là bảo, sai, khiến ai làm cái điều gì đó. Đó là những cái động từ ask, tell, request, get. Còn chúng ta qua cái causality là người ta dùng động từ have. Have someone, verb, something. Chúng ta thấy nó khác với phía trên. Cũng đồng nghĩa nhưng mà dùng have thì động từ nguyên mẫu thôi nha. Ở trên đây dùng to verb, dưới đây chỉ là nguyên mẫu thôi. Causative này gọi là causative active, nhờ ai làm gì đó. Have someone, verb là do something, nhờ ai làm gì đó. Và chúng ta có câu causative passive là dùng have hoặc get. Chúng ta thấy lưu ý nha, thằng get ở phía trên này á, theo dạng chủ động á, thì nó là to verb nha. Nhưng mà get ở dưới này á, thì nó lại là verb 3. Chúng ta có công trúc, cấu trúc nè, have, get. Chúng ta lúc này đưa vật lên trước nha, đưa vật lên trước. Rồi verb 3, by someone. Trong hoạt đơn là có khi cần viết, có khi cũng không cần viết. Đem cái gì để nó được làm bởi người khác, dịch sát nghĩa nó là như vậy. Đem cái gì để cái gì được làm bởi người khác, đó gọi là cấu trúc causative passive, thể sai khiến nhờ bảo, ở bị động nha, ở bị động. Thí dụ câu là I ask hoặc tell hoặc request hoặc get my sister, thì chúng ta thấy dùng to verb, to cook my meals. Chúng ta có thể dùng causality thay thế cho tất cả động từ ask, tell, request, get này bằng have được. Nhưng lúc đó động từ to cook chỉ còn lại là cook thôi, cho đúng cấu trúc của causality nha. Rồi, cho đúng cấu trúc causality. Nếu mà qua bị động thì nó là I have get my meals cooked by my sister. À, chữ meals ở đây là không có chữ E, my meals nhé. I have get my meals cooked by my sister. Tôi để bữa ăn được nấu bởi em gái.